Bác sĩ khu D cũng nói là bây giờ dù có rô thuốc hay là không rô thuốc thì cũng khoảng 6 tháng, được một thời gian khoảng 3 năm thì bệnh có hiện tượng là nó di căn đến gan. Do khám rồi làm các xét nghiệm các thứ rồi chụp CT thì thấy có hiện tượng là nó nằm ở cái chỗ cuống gan. Các bác sĩ bên khoa ngoại nói là bây giờ nó nằm ngay cuống gan, là mổ là không 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 thể mổ được. Thì mới đầu mới bác sĩ mới về thôi bây giờ là làm thủ tục cho là đi xét nghiệm là gì sinh lý hóa gì để rô thuốc tiếp, nhưng mà vì hỏi mấy bác sĩ là mình rô thuốc thì sống được bao nhiêu, thì bác sĩ khu D cũng nói là bây giờ dù có rô thuốc hay là không rô thuốc thì cũng khoảng 6 tháng. Thế gia đình mới đầu mới tính đi tính lại là thôi bây giờ đi, bây giờ không rô thuốc đó, là sợ là rô một lần nó hóa trị rồi rô tiếp lần hai sợ không đáp ứng thuốc, cho nên là gia đình quyết định đi về. Nên về là sạc lên logo của điện thoại thì thấy hợp tác xã thuốc Nam họ Lý Ba Vì Hà Nội, thầy Sinh Phúc cũng gọi điện và gửi hồ sơ bệnh án cho thầy coi, và thầy mà hỏi thầy là thầy liệu uống thuốc thầy có biến chuyển gì không, thì thầy nói là bệnh này còn nằm trong tầm tay của thầy.